Mới đây, các bác sĩ khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt thủy phổi và nạo vét hạch cho người đàn ông có khối u ác tính thủy dưới phổi trái. Đáng chú ý, bệnh nhân này không có bệnh lý kèm theo nhưng bản thân đã hút thuốc lào gần 30 năm. Theo đó, trước khi nhập viện, bệnh nhân TTS, 63 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện bản thân ho khan từng cơn kèm theo đau tức ngực nên đã đến cơ sở y tế thăm khám. Quá trình thăm khám, các bác sĩ tuyến dưới phát hiện bệnh nhân có khối u ở phổi nên lập tức chuyển ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết bản thân hút thuốc lào gần 30 năm và không có bệnh lý kèm theo. Tuy nhiên, khi chụp quang lớp vi tính cho thấy nhu mô thủy dưới phổi trái của người bệnh có khối u, đường kính hơn 4 cm. Sau khi sinh thiết đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư thủy dưới phổi trái, xâm lấn thủy trên phổi trái và được chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt u, kết hợp hóa trị để đạt kết quả điều trị tốt nhất. Kíp mổ được thực hiện bởi khoa ung bướu và gây mê hồi sức của bệnh viện. Sau khi bệnh nhân được gây mê thông khí một phổi, phẫu thuật viên tiến hành mở các đường mô dọc khoang liên sườn, đồng thời đưa dụng cụ nội soi có gắn camera để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, kíp phẫu thuật phát hiện khối u thủy dưới phổi trái kích thước 4 x 5 cm, co kéo màng phổi, xâm lấn qua rãnh liên thủy dính vào thủy trên phổi trái. Tiếp đó, các bác sĩ tiến hành phẫu tích cắt thủy dưới phổi trái và một phần thủy trên phổi trái kèm nạo vét hạch trung thất. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, kíp mổ đã cắt bỏ thành công khối u ác tính. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống dẫn lưu, tiếp tục được hóa xạ trị khi vết mổ ổn định để triệt căn ung thư, giúp bệnh khỏi lâu dài, hạn chế nguy cơ tái phát. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Xuân Kiên, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, phẫu thuật nội soi cắt thủy phổi kèm nạo vét hạch là kỹ thuật khó, hơn nữa vị trí phổi lại nằm sát với nhiều bộ phận quan trọng trong lồng ngực như tim, động mạch chủ, khiến nguy cơ tai biến trong và sau mổ luôn thường trực. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi các thao tác của phẫu thuật viên phải hết sức khéo léo, dứt khoát và chính xác. Cũng theo bác sĩ, khối u của bệnh nhân đã xâm lấn một phần thủy phổi trên phổi trái và có hạch trung thất nên cần phải nạo vét hạch kỹ, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát. Phẫu thuật nội soi sẽ giúp bệnh nhân giảm đau đớn, phục hồi nhanh, đồng thời vết mổ nhỏ và thẩm mỹ hơn. Ung thư phổi là một trong 3 loại ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các loại ung thư trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ 2 sau ung thư gan, bệnh thường gặp ở nam giới hơn nữ giới. Ung thư phổi được chia thành hai loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ, chiếm khoảng 10 đến 15% và ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm khoảng 85%. Việc chẩn đoán sớm và điều trị ung thư phổi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên có thể chẩn đoán bệnh dựa trên các triệu chứng, dấu hiệu và các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ có nhiều nguyên nhân gây ung thư phổi, trong đó hút thuốc và ô nhiễm khí thở là nguyên nhân quan trọng nhất. Ước tính 80 đến 90% ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc lá. Nguy cơ ung thư phổi tăng theo thời gian và số lượng thuốc được hút. Những người hút thuốc thụ động như sống cùng nhà với người hút thuốc cũng tăng nguy cơ ung thư phổi. Ngoài ra, tiếp xúc với amiang, bụi phóng xạ và một vài đột biến di truyền cũng là yếu tố liên quan. Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Trong giai đoạn đầu, khi bệnh còn khu trú, người bệnh thường ít có triệu chứng đặc biệt và được chẩn đoán qua tầm soát hoặc phát hiện tình cơ bằng phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Khi bệnh ung thư phổi lan rộng, người bệnh có thể có các triệu chứng sau. Các triệu chứng tại chỗ như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, đau ngực, đau vai, tay hoặc các triệu chứng ho chèn ép tại chỗ như nuốt vướng, khản tiếng, nặng mặt. Các triệu chứng do bệnh di căn tới cơ quan khác nhau như đau đầu, buồn nôn, nôn, giảm trí nhớ, di căn não, đau xương, hạn chế vận động, rối loạn cảm giác, di căn xương. Các triệu chứng của hội chứng cận u, sốt cân, phì đại đầu chi, nhợt nhạt thiếu máu, sốt kéo dài. Ung thư phổi tiến triển nhanh, di căn sớm, đa số phát hiện ở giai đoạn muộn nên tỷ lệ tử vong cao do không đáp ứng điều trị. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đúng cách và kịp thời với phương pháp tiên tiến hiện đại như phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, thì bệnh nhân sẽ khỏi bệnh ổn định lâu dài. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người hút thuốc lâu năm như trường hợp của bệnh nhân S, hoặc gia đình có người thân nghiện thuốc lá, thuốc lào, sống trong môi trường ô nhiễm nên đi khám sàng lọc ung thư phổi thường xuyên.